Hello, xin chào cả nhà. Tiếp tục quay lại với cái chương trình video review các dự án bất động sản cũng như là bán nhà chính chủ. Hôm nay Quang Huy Vlad đưa mọi người đến tham quan một cái căn nhà phố liên kế ở tại dự án khu dân cư Cầu Dạch Tôm. Nhà này một trệt một lửng, hai lầu vã mái, và căn này có cái diện tích 5x17 nha. Một cạnh của nó thì là 5x16.5. Tổng diện tích của nó đất là 83m và tổng diện tích sàn là 250m. 5 phòng ngủ, 6 toilet. Đây là cái không gian phòng khách 5x17 này, cực kỳ xịn sò. Anh ấy đã ốp lát mặt đá ở trong cái khu vực ở gầm cầu thang để tủ tivi. Ở đây là cái không gian phòng khách này, trần thạch cao thì đóng giật cấp nha, có ốp những cái nẹp chỉ gỗ cũng như là mặt kiếng ở tại cái khu vực phòng khách, trang trí rất là đẹp. Căn này mặt toàn bộ mặt nền này anh lát loại đá 80-80 nha. Đằng sau này là cái khu sân toilet và cái khu thoát hiểm này, 1m này, trường đằng sau 1m, và đây là cái khu vực toilet của cái tất cả những cái nhà phố cái dạng mà ngang 5, ngang 4, ngang 6 thì ở bên này toàn bộ thiết kế như vậy nha. Nó chỉ có một cái layout ấy thôi, quan trọng là cái cách bài trí cũng như cái chất lượng xây dựng, gia chủ làm như nào vào sổ hồng riêng, chúng ta mua giao dịch ngay nha. Đây, sổ này mới tinh này, bên này làm thấp hơn, và tất cả là cửa này, cửa này là cửa nhôm kim long, và anh ấy đã xây cao 3m xây cái thoát hiểm này. Chúng ta sau này sẽ về đóng lớp lưới bảo vệ lên để cho kẻ trộm phải đột nhập vào. Chúng ta sẽ trang trí thêm những cái gì đó. Chỗ này là để cái máy giặt này, không gian anh ấy để cái máy giặt ở đây, để săn ống chờ nha, đầy đủ hết. Và đây là cái mặt bếp, không gian bếp, mặt đá đó, đá granite, mặt đá rất là dày, khẩu là 80 nha. Toàn bộ khu vực này là khu vực tủ bếp trên dưới hình chữ L, và ở trong phòng bếp cũng như là phòng khách đều đóng thạch cao giật cấp từng khung một nha. Phong cách này nó có một cái, tôi thấy họ sơn những cái màu như này trông giống như là cả một cái phong cách hoàng gia vậy, màu hồng. Và đằng đây là có một cái khu vực không gian giữa phòng khách này. Chỗ này chúng ta là làm đóng thạch cao giật cấp và hình tròn, làm một cái bộ đèn chùm rất là đẹp này. Chỗ này nó trần nó cao đến tận 5m3 nha, nên cực kỳ thoáng. Khoảng giữa khoảng không của cái khu vực tầng lửng là một cái khu vực không gian phòng khách, và cái căn này sổ hồng đầy đủ. Và tất cả bên đằng trước này là hướng bắc. Khu này quy mô hơn 200 nền và tất cả điện nước âm nha, hạ tầng đồng bộ. Đường thì 8m và nó cách đường Lê Văn Lương chỉ khoảng độ 40m thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên tham quan trên lầu trên. Ở chỗ này anh có làm một cái lam, chỗ này để che cái không gian của khu vực phòng bếp đi. Và chỗ đây chúng ta có thể để những cái tủ rượu, để những cái bình rượu lên, hoặc là những cái đồ lưu niệm để trang trí thêm khu vực đó. Tất cả bên này cũng làm tay vịn lan can vách kiếng cao 1m2 nha. Đây là chỗ này anh cũng để ống chừa của máy lạnh sao, có để sẵn một đường dây điện hay là để lắp camera. Đây là phòng ngủ của master lầu lửng, tất cả máy lạnh này, máy lạnh Dua Inverter, cái thương hiệu này của LG, side by side có gọi là tiết kiệm điện nha. Ở đây là cái không gian đằng sau của những cái giáp danh những cái căn khác trong này. Thì hiện tại thì các gia hộ dân cũng về xây dựng ở đây, mật độ cũng được mức khoảng độ 40 căn rồi, 40 căn đang xây dựng. Đây là khu vực tất cả đồ thiết bị vệ sinh. Hiệu này là hiệu gì đây, tôi không thấy cái tên hiệu nó luôn. Đây là khu vực bồn cầu, bồn cầu này là hiệu Ta Power nha. Đó, khu để những khăn tắm này bằng inox này, lavabo, bồn rửa mặt cũng như là vòi hoa sen rất là xa. Nhưng mà nhược điểm nữa này mọi người, cái này lại làm cái nền toilet thì cao hơn so với nền nhà ngoài nha, nhược điểm đó. Điểm trừ nhà này thì tôi thấy có hai cái điểm trừ, đó là tủ âm tường thì không có làm tủ quần áo để như thế này. Hai là nhà nó hơi méo một tí, một cạnh 17m, một cạnh 16.5, nó hơi bị méo. Và thứ ba đó là trong không gian của các toilet thì nó lại làm cao hơn so với cái cốt nền nhà ngoài. Cho nên đó, tất cả những cái đấy nó rất là đơn giản, tại sao mà chúng ta không thể rút kinh nghiệm để làm nó cho một cái nhà thì nó sang trọng hơn kìa. Đó, đây lại cũng vậy, cao bằng luôn nền toilet, cao bằng nền nhà ngoài. Đó là một cái điểm trừ. Đó là phong thủy cũng như là vấn đề lỡ có bị tràn nước ra ngoài thì không có hay ở nhà, rất là bất tiện. Mặc dù nền nhà ngoài chúng ta là nền bằng đá đó, gạch toilet thì cũng loại 30-60, có cả quả phút mùi Senko, nhưng mà cái gạch này
ốc cao bằng cái trần luôn, nhưng mà tôi không thấy sang cho lắm nha. Căn này có 6 tỷ 6 thôi. Đó, diện tích là 83 m, 255 m sàn đây. Trần phải cao đóng giật cấp này. Và đây là khu vực ban công sân trước này. Lô này hướng bắc thì không nắng và cũng không nóng, nhưng mà cũng không có gió nha. Cái không gian của ban công đằng trước anh ấy có làm loại sứ và mặt đá ốp cao lên 1m2 này, trải dài 1m theo lòng nhà nha, chiều dài của nhà. Và đây thì nó ngay kế với rất là nhiều khu dân cư hiện hữu, cách trung tâm xã Nhân Đức chỉ có khoảng độ 300m thôi, gần ngay với cầu Rạch Tôm. Và cầu Rạch Tôm này thì hiện tại cũng đang chuẩn bị làm đó, cửa nhôm này, cách âm rất tốt này, đó tiếng karaoke đó mọi người nghe theo, tôi đóng lại đó. Sổ riêng nha, hoàn công đầy đủ chúng ta có thể đi công chứng ngay, công chứng ngay. Sổ máy tinh, tủ bốn cánh này, cái tủ quần áo để chỗ này tôi thấy rất là vô duyên, cũng 40 nhân với 2m4. Cửa gỗ này, này là gỗ tự nhiên nha, không phải gỗ công nghiệp, nhưng mà gỗ tôi không biết là gỗ gì, nhưng mà chắc là cũng gỗ này cũng gỗ không phải là gỗ loại cao cấp lắm. Được cái khoảng không cầu thang chỗ này anh ấy chừa rất là rộng này. Đúng ra nha, tôi lưu ý cho bà con này, chúng ta làm cái cầu thang lối đi bên chung chỉ thẳng theo cửa này, tức là không gian của hai cái phòng toilet này nó rộng hơn ra là một xíu nữa nha, chứ nơi này là hơi bé nha. Để cái khoảng không này rất là rộng và nó không có được một cái công năng gì, điện những thiết bị MPS này, lãng phí. Chỗ này nhá là phải làm toilet ra đây, cực kỳ lãng phí luôn. Đó, đây là không gian của toilet master. Chỗ này được cái nền này thấp hơn này, thấp hơn được thấp hơn khoảng 4 cm thì cũng tạm ổn rồi. Đây là cái hộp chờ, hộp phục gen kỹ thuật này, nhưng mà ốp cái loại gạch này tôi thấy gạch này không sang. Gạch này chúng ta chỉ dành cho những cái nơi công sở thôi. Đây là cái khu giá để mấy cái đồ khăn tắm các thứ nhá. Gạch này ốp không sang cho lắm đâu. Mà cái cửa toilet này làm rất là bé này, đây cửa bé xíu đó, nhược điểm không, chúng ta phải làm ra đây là đẹp này, khoảng độ 1m2 đẹp. Đây có 60 cm rất là bé nhá. Giường anh ấy đã trang bị sẵn giường 1m6 2m, đúng ra giường phòng này phải là 1m8 2m, và tất cả là đồ máy lạnh LG đã trang bị sẵn này. Ở tầng này thì anh có thiết kế tủ quần áo và tủ tivi. Đây chỗ này là chỗ để tivi này, bằng gỗ công nghiệp nha, trang bị sẵn rồi. View đằng sau này là hướng nam, căn nào cũng có ban công và có khoảng không giếng trời hoặc là cửa sổ rất là thoáng. Giờ chúng ta sẽ lên trên lầu trên để xem cái công năng thiết kế của lầu trên ha. Một cái căn như này trần rất là cao và toàn bộ mặt đá này lát bằng đá granite này, vách kiếng, và cái khoảng không này được 40 cm, khoảng không cầu thang rất là thoáng. Trần căn này cũng cao đến 3m3, đóng tật cấp, tôi thấy cũng rất là thoáng. Nhưng mà cái nhà tôi thấy thiết kế nó không được sang cho lắm. Đây cái nền toilet này thì được các bác thợ cũng thiết kế đưa âm xuống như này, đó cũng thấp hơn 4 cm, nhưng mà cái gạch này tôi thấy nó không sang một tí nào luôn. Trên này chúng ta đưa màu khác và dưới đây chúng ta chỉ loát cái loại 30-30 thôi thì nó đẹp rất là nhiều này. Nó sẽ là cái điểm nhấn tôn lên cái vẻ gọi là sang trọng xịn sò của anh nhà lên. Và cái cửa này anh nhá nó phải ra lên đây thì đẹp, hơi bé đó. Và chúng ta sẽ sang cái phòng tiếp theo, rút kinh nghiệm nha bà con nào đi xây nhà, chúng ta xây rắn đây hết ra để cho toilet nó rộng hơn. Cái phòng này cũng tương tự nha, không gian khoảng được 5 x 5 m, khoảng độ 28 m² cả toilet. Đây cái toilet này khoảng được 3 m² thôi, 3 m rưỡi. Toilet này 3 m rưỡi này cũng tương tự y chang, không có gì khác, cũng là vách tắm đứng. Nhưng mà vách tắm đứng này anh đã phải đưa vào đến đây rồi. Chỗ này chúng ta sẽ thiết kế một cái vách ngăn nó lại, cũng là cái lỗi kỹ thuật này đó. Lỗi mỗi nhà có một cái ưu nhược điểm riêng, nhưng mà chúng ta đi coi nhiều thì chúng ta sẽ biết được cái kết cấu kiến trúc, cái chất lượng xây dựng. Nền thì cũng là gạch 80-80 nha, đá 80-80. Trên này là sân thượng rồi, tổng công năng là 5 phòng ngủ, 6 toilet. Đó, trên này thì chúng ta chỉ để làm sân phơi, sân tập thể dục, hoặc là làm chúng ta làm chỗ phơi đồ, trồng cây xanh, trồng rau. Ưu điểm chỗ này là dân cư hiện hữu này, ngay kia là sông Rạch Tôm rồi, cách có đúng 150 mét là ra đến sông rồi kìa. Đó, kế mấy cái trường đại học đang xây kìa.
trường đại học, bà con có thấy không, cách đây khoảng độ 300 mét theo đường chim bay đó. Đó, trường học thì đã xây xong và đi vào hoạt động, trường sư phạm thể dục thể thao rồi, khu dân cư Nhân Đức 300 nền, trường tài nguyên môi trường thì cũng đang hoàn thiện. Chỗ này là khu dân cư hiện hữu nha, từ đây ra trung tâm Phú Mỹ Hưng chỉ mất 10 phút và nó ngay kế với ủy ban xã, cũng như rất là nhiều những cái tiện ích, siêu thị, trường học, bệnh viện Nhà Bè. Và kia là cái tuyến đường vành đai cao tốc Bến Lức Long Thành cũng làm sắp xong rồi. Chỗ đó nó có cái nút giao để chúng ta về miền Tây hoặc là và ra Vũng Tàu cũng rất là gần. Ở cái sân này chúng ta có thể bắn mái che lên nha. Sau này bắn mái che lên sử dụng công năng thêm được, tăng cái diện tích sử dụng lên, làm sân phơi, trồng rau, trồng cái kiểng, đó, barbecue, đó, cái này cũng trần cao được, cái này nó cao hơn những căn khác được khoảng độ 2m8, trên này thì cũng để mấy cái bồn nước, rồi cục nóng máy lạnh, năng lượng mặt trời. Chỗ này thì chúng ta có thể tận dụng làm để máy giặt trên đấy được, hoặc là làm cái kho nhỏ để mấy cái tập máy tập gym cũng như máy tập thể dục nha. Thì căn này hiện tại sổ đây, anh chủ không cầm ngân hàng nha, 83m2 đất, 255m2 sàn hướng bắc, nhà mới 100%, 5 phòng ngủ, 6 toilet, đó, hoàn công đầy đủ và có hỗ trợ cho khách hàng mua vay ngân hàng nha, 6,6 tỷ. Anh em nào muốn mua căn này 6,6 tỷ về xách vali vào ở ngay nha. Và ai có nhu cầu muốn đi quay thực tế video giới thiệu sản phẩm nhà đất, biệt thự, đất nền, căn hộ thì hãy liên hệ với chúng tôi sẽ đặt lịch đưa mọi người đi tham quan hoặc là đến quay video giới thiệu cho các bạn bán miễn phí nha, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhà phố, biệt thự, đất nền, căn hộ với điều kiện không vướng quy hoạch, căn hộ hoặc là hợp đồng mua bán, đất thì cũng phải có hợp đồng mua bán rồi, pháp lý đầy đủ rõ ràng nha, không tranh chấp chúng tôi mới quay. Xin chào quý vị các bạn nha.